Hello anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh YouTube của Jimmy Nail Vlog nha. Lâu lắm mà Jimmy không có ra clip ha. Hôm nay Jimmy sẽ ra clip hướng dẫn anh chị em vẽ fan tip đường line thôi và bông hoa 6 cánh đơn giản và nhanh và tăng thịnh hành cho mùa xuân sắp tới nha anh chị em. Jimmy sẽ sơn thúc hút mát và sơn full móng hết móng luôn nha anh chị em. Mình sẽ sơn bình thường, sơn sát critical và sơn hết móng để làm sao, để mình tại sao mình phải sơn thấp khúc mát, tại vì mình sơn thúc mát á thì mình vẽ, lúc mình vẽ lên á thì cái đường vẽ của mình nó không bị loang và gel của mình sẽ không bị chảy nha. Mình có thể vẽ hết 5 ngón xong mình mới bỏ vào đèn mà nó không bị loang, và cái nét vẽ của mình nó sẽ đẹp và đều nha anh chị em, nó không bị thay đổi nha, nó không bị chảy, không bị chảy nhá. Cho nên mình sẽ sơn thúc khúc mát và anh chị em nhớ sơn mỏng, sơn đều nhá, đừng có sơn dày quá nó sẽ làm mất cái shape của mình ha anh chị em. Mình cứ sơn hết 5-10 ngón xong rồi mình cho hơi đen nhá. Xong mình sẽ vẽ nè, mình sẽ vẽ cái line ở ngoài, cái outline trước ha, hình vuông trước ha anh chị em. Xong mình mới vẽ fan sau nhá. Jimmy hiện tại Jimmy đang sử dụng cái gel vẽ liner của JK Nail nha. Jimmy hiện tại Jimmy đang có bán những sản phẩm vẽ gel vẽ bột và thúc khúc mát cũng là Jimmy có bán luôn nha anh chị em. Anh chị em muốn order dùng thử thì cứ order lên trên số điện thoại 678-428-4960 và lên, hoặc là lên website jknail.com nha. Jimmy sẽ bỏ lên màn hình hoặc và ở dưới comment nha anh chị em. Anh chị em Jimmy, tại vì Jimmy chỉ bán order trong nước Mỹ, trong 52 tiểu bang thôi nha anh chị em, và ngoài nước thì Jimmy chưa có bán. Cho nên anh chị em trong nước Mỹ mà có xem video của Jimmy muốn order á thì cứ liên hệ hoặc là mua trên website nha anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều ha. Lâu Jimmy không có ra clip rồi tại vì Jimmy có bán thêm bột và các sản phẩm liên quan đến nail á, đầu rũa và cỏ đắp bột, đèn treo, tất cả những cái design liên quan đến nail Jimmy đều có bán hết nha anh chị em. Jimmy đang vẽ cái ngón tiếp theo này. Ngón tiếp theo thì mình vẽ cái outline trước ha. Mình sẽ vẽ thì theo cái cách đưa hình màu gì mình sẽ vẽ theo ha. Ví dụ tỷ mình không có thì mình có thể đổi cái màu khác, không sao hết, không cần thiết phải đúng trong hình. Mình có thể giải thích cho khách nghe ha, cho hiểu ha. Cái màu nào càng đậm đặc cho mình càng dễ vẽ thì mình cứ nói khách là mình vẽ cái màu này cho nó đẹp. Bắt đầu mình sẽ vẽ hai bên outline cho nó thẳng, xong mình sẽ vẽ cái đường ngang ở dưới ha, cho thật là ngang ha, đừng có vẽ cái nét to quá nha anh chị em. Mình sẽ vẽ cái nét nhỏ thôi. Vẽ cái nét nhỏ thì mình sẽ nhìn cái đường line mình sẽ nó đẹp hơn, nó sẽ thanh thoát hơn. Những cái móng của mình sẽ không bị mập ha. Mình vẽ lấy điểm chuẩn, mình chấm một giữa một nốt ở giữa nha. Xong mình vẽ, mình lấy cái chú ý lấy đầu cỏ nè, mình vẽ từ từ thôi ha, vẽ nét thật là mỏng thôi. Ví dụ mình có bị sai nét hoặc bị loang á, bị méo á, thì mình còn có thể sửa lại được nha anh chị em. Anh chị em đừng có đè cái đầu cỏ quá nha. Mình chỉ dùng cái nét cái đầu mũi cỏ thôi ha. Mình vẽ thật là nhẹ nhàng, đi từ từ thôi ha. Lúc vẽ như vậy thì anh chị em nhớ nhín thở nhẹ nhá. Mình thở, nhiều khi mình thở, cái hơi thở của mình sẽ làm cái tay mình rung ha. Ví dụ khách có không có gì lag thì mình kêu khách gì lag cho mình làm cách nào cho mình dễ vẽ và tiện lợi nhất nha anh chị em. Nếu mà anh chị em có lỡ vẽ mà nó có méo ra ngoài ha, không sao hết, mình sẽ lấy acetone và một cây cỏ ha, nhỏ nhỏ, cây cỏ nào cũng được, mình có thể chùi nó clean một xíu đi cho nó tròn lại nha anh chị em. Không nhất thiết phải chùi hết móng và làm lại từ đầu nha. Mình hư chỗ nào mình sẽ sửa ở chỗ đó nha anh chị em, không sao hết. Tại vì mình đã sơn thúc khúc mát rồi, cái treo mình không bị loang nha.
ngón tay bên kia Jimmy chưa bỏ vào đèn, Jimmy đã bị đụng rồi ha. Mình sẽ sửa lại cho nó một xíu, cho nó lên cho nó nét cho đều ha. Nó bị loang này, thấy không? Jimmy lấy acetone và cọ, mình quẹt sơ cái là nó sẽ đều lại nha. Xong mình bỏ vào đèn nha anh chị em. Lâu quá Jimmy không ra video rồi ha. Tại vì bộ móng này Jimmy cũng vội làm, không có quay được video rõ nét cho anh chị em ha. Sorry anh chị em nhiều nha. Tại vì Jimmy cũng bận làm nail ha, cho nên mình không có để ý cái góc quay á, cho nên không được thấy hoàn toàn cái phần móng lắm nha. Anh chị em nhớ để ý Jimmy vẽ cái nét dài không? Jimmy vẽ rất là chậm thôi ha. Đừng có vội ha, làm cái này không cần, không được vội vàng, vẽ là phải từ từ chậm rãi ha. Nếu mà vẽ nhanh thì sẽ không bao giờ đẹp được. Mình cứ từ từ thôi. Mình sẽ kêu khách thả lỏng tay để mình có một cái thế vẽ dễ nhất và tiện nhất và dễ nhất cho mình nha. Mình vẽ này, xong mình chấm ở giữa, mình vẽ nhẹ nhẹ qua ha. Thì mình sẽ cắt ghép. Thì mình sẽ không vẽ hết 10 ngón nha, tại vì anh chị em coi lâu, anh chị xem em sẽ buồn ngủ ha. Cho nên thì mình sẽ cắt một số ngón, một số màu vẽ cho anh chị em coi thôi ha. Tại vì góc quay thì mình quên lúc làm, quên kéo để nó sát quá đó, cho nên một số góc sẽ không được nhìn thấy, thì mình vẽ sắc nét nha anh chị em. Vẽ như vậy rất là đơn giản ha. Cái hoa sáu cánh này cũng đơn giản lắm anh chị em. Anh chị em chỉ cần lấy cái cọ chùi gần hết nước sơn nha, đừng để nước sơn nhiều dính lên cái mũi cọ quá. Anh chị em cứ vẽ nét một nét trước, xong nét nét tiếp theo thì mình sẽ vẽ bên hông ha, bên cạnh cái nét đầu tiên, gần sát nét đầu tiên nhá. Xong mình vẽ cái tiếp nét thứ ba và nét thứ tư. Cái tiếp là nét thứ tư mình sẽ vẽ sát cái nét thứ hai nhé. Mình sẽ vẽ chéo chéo như vậy, song song như vậy thì mình sẽ ra cái hoa sáu cánh ha, và cũng rất là nhanh. Mình để cái cọ, mình vẽ cái nét làm sao cho nó gọn ha, và nó có cái mũi nhọn và nó đều là được nha anh chị em. Mình không cần thiết là phải vẽ cái cánh thật là đều nha đâu nha. Tại vì mình vẽ cái này là đơn giản thôi, mà nó không phải là cần cho nét lắm và chuẩn lắm nha anh chị em. Tại một xíu nữa mình sẽ bỏ một cái đá mình bỏ ở giữa ha, là một cái điểm nhấn, nó sẽ không thấy cái nét mình vẽ đều hay không đều đâu nha anh chị em. Cái viên đá nó sẽ làm cái nét của mình lên, cái bông hoa của mình lên đều hơn và đẹp hơn nhé anh chị em. Mình sẽ vẽ những màu mà mình cảm thấy mà mình chọn, mình thấy đẹp nhất ha. Mình sẽ vẽ nha anh chị em. Anh chị em có câu hỏi gì hãy comment ở dưới cái video này nhé. Và có những thắc mắc gì thì cứ comment ha, chứ mình sẽ giải đáp hết cho anh chị em nha. Hiện tại thì thịnh hành nhất là cái dev fan ha. Chứ mình sẽ cố gắng làm những cái video hướng dẫn anh chị em cắt vẽ fan tip nhanh và đẹp nha anh chị em, và dễ nữa, không có và nhanh. Thì mình sẽ cố gắng ra thêm video cho anh chị em xem nha. Tại vì đợt này thì mình cũng bận làm và pha bột á, cho nên thì mình không có ra video thường xuyên. Anh chị em thông cảm cho chim mình nha. Anh chị em thấy video hay, có ý nghĩa thì anh chị em hãy bấm like cho chim mình, và có thể share lên các trang mạng Facebook cho mọi người cùng xem, và đăng ký kênh ủng hộ Jimmy nhé, để Jimmy có đi thêm nhiều động lực ha, làm thêm video mới.
Jimmy sẽ dùng keo gắn đá của Jimmy ha, JK. Jimmy sẽ chét lên cái phần gần critical này, nhớ đừng cho tràn lên critical nha anh chị em. Mình xài cái tip keo này mình không cần dùng cỏ nữa ha, mình quét lên cái phần mình cần gắn đá thôi ha. Mình sẽ gắn hai ngón một lúc, mình sẽ bỏ vào đèn cho nó nhanh nha. Bình thường Jimmy hay làm hai ngón một lúc cho nó nhanh. Nếu mà ai mà làm chậm thì mình sẽ làm từng ngón nha, để cái diamond của mình nó sẽ ở chắc hơn và nó sẽ đẹp hơn, nó không bị xê dịch nha anh chị em. Mình sẽ làm xong mình bỏ vào đèn hơ cho nó cứng, xong mình bắt đầu mình sang làm những ngón tiếp theo nha anh chị em. Mình gắn đá xong hết, mình sẽ sơn thúc cốt mát luôn nha anh chị em. Anh chị em nhớ sơn cái thúc cốt mát, đừng có dính lên cái đá nha. Nếu mà dở dính lên đá thì cái đá của mình nó sẽ không sáng nữa ha. Xong mình sơn thì xong cái thúc cốt mát á, mình sẽ sơn hết 5 ngón một bàn tay nhé. Xong mình sẽ bỏ trực tiếp cái đá lên cái thúc cốt mát luôn nha. Mình chỉ cần hơ đèn là xong rồi nha, mình không cần bỏ thêm cái gì nữa ha. Tại vì cái thúc cốt mát này mình bỏ một viên đá nhỏ thì nó sẽ che được hết cái chân của cái viên đá, cho nên nó sẽ không bị rớt và nhăn chóc đâu nha anh chị em. Trừ những cái viên đá lớn á, thì mình làm như vậy nó sẽ bị chóc thôi. Những viên đá nhỏ thì nó sẽ không bao giờ chóc đâu nha anh chị em, nó sẽ ở rất là lâu và cứng nha anh chị em. Mình sẽ bỏ hết 5 ngón xong mới bỏ vào đèn hơ nha anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video và đăng ký kênh ủng hộ Jimmy nhá. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Bye bye anh chị em, hẹn gặp lại anh chị em nhé.